Vâng, chúng ta đến với game đấu thứ tư của trận chung kết tổng MO5 giữa team vs Robola và LV Gaming. Rồi. LV Gaming đó chính là Benra, Night Stalker và Slack. Trong khi đó bên phía Bola thì Benra Lycan. Có thể thấy như là khi đấu với Bola thì thường là luôn luôn với Benra Slack của Ian. Còn Bola tiếp tục ban ra đó chính là Brew Master và LV Gaming. À, Cosmic có lẽ sẽ được cầm ở DDC. Seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. Nè, cho coi nè. Và một vé tên Bola VS và một Magun VS cho FNG. Radiant Team Ben LV thì Dire Team Ben và Ember Spirit cho Musi. Vâng, LV thì ban ra Medusa và AM, ban hai con hero tủ của Eden. Trong khi đó thì bên phía team Bola ban Rubik. Radiant team pick. Tiếp tục bay ra đó chính là Tantor rồi với Tumbo Lab biết cho mình Bad Rider. Vị trí offlane của Mac. Let's keep Dire team pick. Nè. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. Mm-hmm.
Vâng, Watkins lượt pick thứ 3. Nghe họ giàu mà. Nghe họ giàu. Giàu lắm hả? Rồi mình phải tìm Bola. Một lực bách thứ tư. Một hero carry. Lifestealer. Radiant team pick. Lifestealer có lẽ định dùng để đấu với là Red King họ. Đề phòng Rakin Carry và họ biết Lifestealer. Carry cho Eden. Từ rất lâu rồi tôi mới thấy lại Lifestealer cho bên phía 10 seconds remaining. Đấu trường chuyên nghiệp. Và không biết rằng với Bola họ có biết solo mid là Storm hay không đây. Venomancer. Dire team ban. Trong cái đó bên phía là bên mình đó chính là Venom. Layup này có một cái stun duy nhất. Một cái stun rất kinh với một cái chói của Ember. Cái đó bên phía team Bola thì họ ban ra Disruptor. Được ban để tránh. Còn được ban tránh việc Marauder bị counter. Ten seconds remaining. Trong phái LV, liệu họ có ban ra Storm không? 5 seconds remaining. Storm Spirit Limit là một sự lựa chọn khá đẹp cho phía team Bola. Reserve time. Limit đấu với Ember cũng được và có thể combo với Lifestealer. Nắc bom. Dire team pick. Vâng, là về đúng là bên là Storm Spirit. Ở phía Bola vẫn còn những carry khác như kiểu những còn những solo mid như kiểu Queen of Ban. Có thể là Queen of Ban hoặc là Buck. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Devourer. Radiant team pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Đéo gì? Reserve time. Nát. Nát. Vâng, về Bola đó chính là OD. Dimit. Dành cho Phobos chàng. Vâng, OD thì có thể đấu tốt với Ember ở limit. Nhưng mà thật sự lab này nhìn nó có một chút gì đó hơi ảo. Hơi lạ, gọi là hơi lạ mắt. LV support gì đây? Họ thiếu một support. Cũng có thể là họ sẽ Monster rồi ban rồi. Ember đi mid Rakin có thể tỷ lệ cao là carry. Venom sniper. Venom off. Dire team pick. Vâng, sniper.
Sniper. Iflam sẽ cầm Rat King. Hưng Giang cầm Ember Spirit, Ember Carry. Phía Virtual Pola thì đó là Phobos Life Steal. OD sẽ được cầm Illidan và Mac of Land Barrider. Vâng, Moose cầm Sniper. Còn DDC với Aam, Giang, Ember, Iflame, Rath King, Ohio, Venom, Mancer, Upland và đó là Mushi với Sniper. Phía team Polar, Dekapowos, Lifestealer, Farm, Sapland, Demon Support of Magi, cùng với đó là FNG với VS. Limit sẽ là Illidan, Stowray với OD cùng Upland, đó là Mac và Barrider. Cùng tên ma. Ma. Mấy ba ngồi đây nói chuyện như thật kia. 30 seconds to battle. Vâng, Rotop. Rất hot. Nhưng mà rất là hot. 5 người ở đây rồi. Vâng, sau được forward rồi, có Ray. Đang Ray sẽ mà chạy đi. Sau rất khó chịu, một phát tan lại forward. Top lách rồi, mạng cho Inflame. Inflame sẽ support Rat King trong đấu này. Cùng với DDC UC Dimit với Sniper. No, no, no. Phải up lại để lấy đam. Ôi, nhìn nó biết con Sniper biết em là support rồi, được chưa? À. Von Demon đã phải xuống dưới bot. Cho khi mà Spider của Mark đang farm rừng. Demon sẽ đứng hết kinh nghiệm ở lane này thôi. Còn một đường vẽ màu tím. Trong khi đó thì ở mid Illidan và Mushi farm trong một sự hòa bình nhất định. Một cái nôm và ba cọng rau muống cùng với hai cái tăng cầu xe. Con RD ở trên top dành cho Ohio rồi. Double damage. Còn có smoke tới phía team LV. Illidan lui về lấy cái giày. Và tình cờ tránh được một pha găng. Lên đầu rồi một pha slow lại mà không kịp. LV họ chủ động cấm qua đây để mà có thể stun từ dưới lên trên đồi. Nhưng mà các bạn như Illidan đã lùi về khá sâu. Phần mát tiếp tục
chuẩn bị tắt game để farm rừng. À đó, rất khó chịu vậy anh. Tiếp tục quăng kêu một ra. Rất khó chịu. Còn với boss thì gian free, top for boss cũng free, anh carry free, lượng farm là khá là cân. Nhưng mà hôm nay thì Eden ở mid bị harass rất khó chịu, đã phải mang cái bình máu ra và uống rồi. Im lên chắc được cái rune haste. Một đường vẽ bọc sau định bắt demon nha. Có vẻ là hơi khó. Vâng, Musi chơi sniper khá tốt khi mà một pha bắn ra. Thôi xong rồi, Eden đấm tay, tự up mình lại để cứu mình cho ra FWG lao ra, định stun, không có sai. Rồi, zip. AT! Một cái cành. Xử lý tuyệt vời của Eden, một tình huống tự up lại rất nhanh tay. Vâng, một tình huống smoke 2. Các bạn như định bắt Ohio. Ohio ôm trụ khá kỹ. Dire's bottom tower is under attack. Vâng, Ohio lên rất cao. Liệu có lao lên không? FWG lao lên rồi. Anh ấy có giày, Ohio thì đang đứng ở ngã ba đường. Một pha lấy xài, cắm cọc xuống. Đang có stun là thứ nhất. Body block rồi, stun là thứ hai. Rồi slow, chắc chắn chết. Một đều. Trong khi đó thì anh TOD đập xuống, chưa nổi giáp lửa. Đấm tay với Eden và anh ấy sẽ phải nằm xuống rồi. Bốn người ở đây rồi, có cả là vào Demon băng luôn đi. Chơi nữa một quả tân. Mạng cho Giang double kill. Dire's middle tower is under attack. Phần Giang đã trở lại với cái bottle. Bây giờ lên top bám díu thành niên Phobos rồi, trong đó thì FWG sẽ là người giữ lề mid. Một cái rune EV cho DDC. Vâng, chém chó thì biết sao đó chính là Giang kéo lại vào ván rồi. Sẽ là một pha stun lướt đi kịp thời. Một pha ở đây đó là FWG không có báo là một pha stun lại được Demon. Chạy đi đối phía team là về Inflame. Có lẽ sẽ thấy mạng chăng. Trong đó là Giang đang bị sâu, Ray ra rồi, Giang cũng nằm xuống Ray. Vòng lướt bóng rất hay rồi với Giang, và Giang đã chạy vào được. Vâng, tình huống nhẫn tự như anh ấy nằm xuống, nhưng mà anh ấy đã kịp thả cái bóng đi và anh ấy đã sống. Pha xử lý rất ảo diệu của Giang.
Ồ, may bọn tiếp tục farm. Nếu như bọn làm tiếp theo có thể là một cái sòn tam. Vâng, ở MFC chủ đạo mua học sang chơi của DDC thì phay sniper một ca tiền. Ohio trên đó cũng có đây là sáu rồi, mà tăng cái tiền tăng cọc rắn để mà pha Phobos là Midas thì đến với Phobos kiểu như sang thẻ cái land này vậy, một người farm land, một người farm rừng. Cuộc sống rất là đầm thắm và đầy sẻ chia. Đúng rồi, ở phía sau map lên vào kéo được Ohio rồi. Thôi xong wow, Ohio nằm xuống màn chơi lên. Dire's middle tower is under attack. Còn ở dưới bot. Dire's middle tower is under attack. Vâng, sniper sang chỗ rồi. Dire structures are fortified. Thôi giờ chỉ qua ăn creep tạm vậy. Dire's middle tower has fallen. Inflame có lẽ sẽ farm để trở thành một carry với cái Midas. Có lẽ sẽ tích tiền lên cho mình một cái Midas. Team là Vegami ngồi sẽ hướng tới một cái layup 4 cò bên đằng Ember, Sniper và Rat King. Cái đó bên phía team Pola thì Eden đang cực kỳ thọt, bù lại thì Lifestealer của Forward lại khá xanh với cái bài Dash. Và anh ấy cần cái Amleth có thể đánh nhau được. Tiếp tục farm thôi. Bọn gia xa cho phèn Musi. Thôi lộ hàng rồi, thôi sao Pháp Linh ra nó hốt. Đừng hỏi tại sao nó thốn. Một pháp Linh ra và kéo về. Có slow. Sẵn sẽ có stun. Lửa đốt rất đau, bôi dầu rồi. Giang một pha chém chơi hai đi, bên dồn bóng lên. Đó là một và đó là hai. Tình huống backup rất tuyệt vời của phía team LV. Và Musi còn 15 máu chạy về. Dire's bottom tower is under attack. Vâng, đi bên. Chém chó không? Đã chém chó từ phía Giang rồi. Sẽ có chưa hài quá à. Mà có lẽ là sai chỗ cho phía LV rồi. Ôi dồi. Regeneration. Mắc thổ. Hồi Rat King có hồi sinh, không phải xoắn. Chỉ là chủ yếu là tiết kiệm cái hồi sinh thôi. Dire's bottom tower is under attack. Đi ra được rồi, mình biết mát mà đi mình sẽ phải trả mạng. Dire's bottom tower is under attack.
con Thunder Ohio rồi. Chắc chắn nằm ở bên Cyber nè. Bây giờ còn tỷ máu kéo được về cả Mushi, đấm tay anh Tì. Và đó là tự úp lại thoát khỏi cái kill 1 của con Cyber. Cố gắng chạy ra và đó là nằm xuống rồi. Rất khổ đến từ phía cái sắp đồ của Cyber. Anh Tì đang bay lên. Có vẻ là biết bắn cao hơn tí nữa thì rip FNG rồi. Dire's middle tower is under attack. Haste. Dire's top tower is under attack. Chống rồi này, không cần bật chống mà đấm tay solo luôn. Vâng, vậy là Life Stealer của DK Forward theo dõi cho mình. Năm tiếp theo là sẽ là Sen Yasa. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Bây giờ đây này, úp lượng Inflame rồi. Có ra rồi, bắt chấp một ba tên nào. Im lên nằm xuống, mạng dành cho Eden. Anh ấy đang kiểu đấm cả thế giới vậy. Một ca tiền gần đủ Force Staff cho Eden. Đó, nhớ mua này. Vâng, không biết rằng sẽ có game 5 hay không đây. Dire's bottom tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. Parallax. Mark cũng for staff rồi. Trận đấu rất căng thẳng cho Lego lúc này, nó là khoảng 2k cho phía team LV kinh nghiệm, khoảng 3k cho Pola. Radiant's middle tower is under attack. Vâng, smoke lên 4 người vào rừng. Gần gắm anh đền rồi, chỉ cần một pha dồn bóng là chém trời. Trời, trúng creep, trúng 2 con creep. Gần chỉ có 2 con creep và 1 hero này chém trời trúng ngay 2 con creep. Vap ra, đó là ồ, 2 ồ, nằm xuống. Mạng cái robot từ đây và hẳn luôn, không quan tâm. Vâng, chui creep, rồi lại chạy, 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 úp. Ấp dễ rồi chứ sao.
Trap now. Oh hay oh. Anh nhiêu lần hạng ấy sang hay sao đấy? Hay là mày khan đây? Im lên có Marias mà thấy cho mình hình như là một cái binh. Đang ra xa cho Phobos rồi. Đang chờ lò đang cực kỳ giàu. Trong khi đó thì là hướng tới cho mình một cái BKB. Bên đầu của Ohio game đấu này khá là thọ. So với lại Bider của Mac. Netflix for Sam khá là ngon lành. Còn Mac đi lạc và một tình huống pro khó hiểu với Mac. Các bạn ấy đi một cái đường lửa dài như thế này xong rồi vòng ra và bị hốt chết. Dire's bottom tower is under attack. Sniper Mushi sau cái gạch đó là một cái mũi tên trong cái đó là một cái dạng đang là Battle Fury sau cái gạch xa. Khi đi đành thì còn thiếu một KT nữa sẽ có cho mình một cái BKB. Về phía DK for Boss sẽ là một cái Bull Bass. Vâng, đây là một con lại Slaughter. Chỉ việc lít chuột phải thôi. Bật Ray rồi lại slow luôn lao vào. Cứ thế mà chỉ đánh Mercy. Rồi sao, nửa máu Implant đấm tay. Sẽ mới hồi sinh từ phía Implant. Ở phía này Giang bị kéo về rồi. Chắc chắn là tạch thấy đâu đây, nằm xuống rồi. Còn ở đây Implant lao ra một Aston lại được Rider của Mac. Trong đó ở phía sau này đi mà được hung cấp vào. Bốn thành viên của PvP level đang ở đây, DC nằm xuống. Có anh Tây thì phía Ohio đọc rất khó chịu. 2 đổi 2, MA đổi OD với Ork Magi. Tại Sealer của Phobos gần xong cái bú bát rồi. Vâng, đã có bú bát dành cho Phobos. Top tower is under attack. Bye, bye, bye.
Là vào kéo được Ohio mà. Và đó sẽ là màn dành cho Mark. Trong khi đó thì ở phía dưới này, Giang sẽ đẩy cái Lambot lên. Sắp hoàn thành Fury cho Giang rồi. Thiếu một ca tiền nữa thôi. Tech 2 cho Mushi. Vâng, đã có bát rồi, Mushi sẽ nằm xuống ở đây. Ông Life to learn, lên búa bát nó raise thì làm sao mà tới đây. 12 đều rồi. Tôi nghi ngờ đây sẽ là hai đều và chúng ta sẽ có game 5. Rất đáng ngại. Mời các bạn bọn tát đi chạy về từ phía Eden. Các con thứ hai thôi, em bò lao lên. Cũng có Teoda đã cũng trúng ba và Inflan sẽ phải hồi sinh. Trong khi đó thì Ohio sẽ lao lên của ảnh bằng cơn tì của mình. Đã bỏ tì rồi trúng đi mình và mang đi mình Teoda về. Nhưng mà có vẻ là tập. Từ đó đây Phobos lao lên và cũng có Faray nằm xuống Ohio. Killing Tree cho Phobos. Giang đang cố gắng tạo hành cách và Phobos đang cố gắng chi đuổi. Từ đó dí lên đó là Eden nằm xuống mạng dành cho Giang. Phobos cũng đang chết đầu kiều cho Mushi. Và đó là 4 mạng nằm xuống cho phía team Pola. Một cái bát thắng lợi cho LV và 1, 2, 4. Tương đối lời trên là khoảng 3k2 tiền cho LV. Kinh nghiệm cả hẳn 4k, 5k. Vâng, cái biểu đồ lại cho 100 lên cho phía LV. Kinh nghiệm thì đang còn 5k kinh nghiệm cho Pola. Dire structures are fortified. Radiant's middle tower is under attack. Dire's top tower has fallen.
Vâng, ở Mid Ohio có cả Mecha lên rồi, Antia bay ra, đó là đi mình bắn cái anti sniper vào rất khó chịu. Liệu có chết hay không đây? Được up lại và chết chết. Nếu vừa rồi không có pha up lại của Eden chắc chắn là còn mọi người này đã nằm xuống rồi. Gì trời, điên hết rồi hả? What the f- Má em làm mấy ba. Bông Monica F3 lên. Lao vào slow với F-Line. F-Line sao vậy? Được phòng 8 đi rồi, vẫn chưa cần hồi sinh. Trong khi đó ngoài chém chết là Demon. Im lên lao là rất tự tin và stun. Đó là Demon nằm xuống. Đổi lại im lên tiếp tục lao vào đấm tay với cây alo rất đẹp trai. Hồi sinh lên rồi, slow được. Ở đây Mark kéo về Yang. Yang đang hết mana và đó là pha biến với bóng. Ở tiên bên đây là Ohio. Nhưng mà Forward đã đập chết con. Ui rồi, Sniper của Mushi. Cần lắm những pha hỗ trợ lao lên thay nhau tăng. Còn Snack và Nack nằm xuống rồi. Trong khi đó đây Illidan cố gắng chạy đi và đang bật tele. Sniper Mushi bắn chết đó một kêu cho Mushi. Đó là ba mạng rồi. Ở đây thì FNG phân tì Sniper. Đó là triple kêu cho Mushi. Bốn người nằm xuống. Tôi đang nhìn thấy một tia sáng cuối cùng. À không, nhầm. Một tia sáng ở cuối đường hầm. Lần đây có phải là 3-1 hay không? That's Sniper. Hãy cho tôi một cái TG đi. 3-1 là đẹp rồi. Không liên quan nhưng mà bên phía team Bola họ đã thi đấu suốt hơn 12 tiếng đồng hồ. Từ 12 giờ đêm tới giờ. Dire's middle tower is under attack. Three kings. Mặc dù hệ điện tử chưa được công nhận, à không, là Dota chưa được công nhận thôi. Hệ điện tử ở Việt Nam nhưng mà có thể thấy là cái sự thể lực của cái trò chơi này phải một cái giải đấu đánh 12 tiếng hơn cho một đội như Pola. Cực kỳ là mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Một người đi làm một ngày chỉ có 8 tiếng thôi, chưa kể là chỉ làm hai bữa nữa. Có giờ nghỉ trưa đàng hoàng, còn này họ đã thi đấu liên tục suốt 12 tiếng qua. Come in handy. Ah,
rồi, tên thọt táp đi. Ôi rồi, ra chui ra Lazula. Đó là Max sẽ bị full cấp vào, tiếp sạch rồi. Max sẽ nằm xuống dưới đây, full boss, cố gắng full cấp vào ngoài đó. Mà phọt táp khắp mọi nơi. Anti Uda đập xuống mà đó là Max nằm xuống đầu tiên. Hồi sinh lên từ phía Inside và Anti Sniper. Đó là Eden không FNG chết giữa Unstoppable cho Mushi. Sinh lên từ phía Inside và đó sẽ là một con tin lại Demon. Demon sẽ là người nằm xuống tiếp theo. Có một kill cho phía Mushi, 3 người nằm xuống rồi. Đây có lẽ sẽ là GG thôi. Dire's middle tower is under attack. Dire's middle tower has fallen. Dire's middle tower is under attack. Dire's structures are fortified. Dire's middle tower has fallen. Dire's middle barracks are under attack. Dire's middle barracks. Thôi thì hai lane vậy. Có vẻ như cô la họ đặt phải ra vào rồi. Cái đấu này cực kỳ khó mà lật được. Cái lực gold nó lên tới 14.000 cho LV. Kinh nghiệm nó đâm lên gần 10.000. Giang con Ember Spirit với Bú Bát và Sniper với Monkey. Bây giờ đang hướng tới cho mình một cái hack. Nhưng có vẻ giấc mơ còn khá xa vời đối với anh. Trong khi đó thì anh đi Forbes vẫn chưa được cái bát hai, thiếu hơn 1k tiền nữa. Bây giờ là vào đã stick đẩy top rồi. Mời các bạn lao vào mát ở Phobos. Phobos vào phía Inside đánh tay Anti Oda lúc kết lại Ohio. Cùng với Phobos nằm xuống trong đó là Eden. Phần bị tác không tỉnh được. Inside Dominating tiếp tục lao vào FNG. GG được gọi đó là phía Dembola. Godline và double kill. Triple kill về dâu đánh lại cho Fushi. Và chúc mừng team LV Gaming với giải nhất hay còn gọi là chức vô địch của giải 2x Dota 2 League Season 5. Tỷ số là 3-1. Bây giờ là một video lần của Dota Blue Studio. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Một lần nữa xin chúc mừng team LV Gaming là nhà vô địch của giải đấu 2x Dota 2 League Season 5 lần này.